Ta biết đấy, ở trong Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng và Phật giáo trên toàn thế giới nói chung, cứ vào dịp tháng 7 âm lịch hàng năm thì chư Tôn Đức Tăng Ni và các tín đồ Phật tử, trong đó Thầy nghĩ rằng có rất nhiều các Phật tử là ông, là bà, là cha, là mẹ của các bạn là khóa sinh ở đây cũng đã đi tham gia các cuộc lễ, các buổi lễ Vu Lan báo hiếu do các chùa ở trên địa bàn gần nơi chúng ta sinh sống này tổ chức rồi. Cho nên cái mùa Vu Lan đến với Phật giáo Việt Nam chúng ta, cũng như là các tăng ni tín đồ Phật tử Việt Nam chúng ta, đã từ lâu rất rồi rất là quen thuộc. Nhưng còn với các bạn trẻ chúng ta ở đây, Thầy nghĩ rằng không phải ai cũng đã được tham dự cái đại lễ Vu Lan của Phật giáo. Vì vậy mà khóa tu này vẫn là đang trong mùa Vu Lan báo hiếu. Có một số những bạn hôm rồi phản ánh với Thầy rằng bạch Thầy, đã qua ngày rằm rồi Thầy còn tổ chức khóa tu, còn tổ chức Vu Lan làm gì nữa. Nhưng không phải các con ạ. Mùa Vu Lan báo hiếu thì bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 âm lịch, thường là cho đến hết ngày 30 tháng 7 âm lịch, tức là ngày vía của Bồ Tát Địa Tạng là ngày 30 tháng 7 âm lịch hàng năm. Đó, từ ngày mùng 1 cho đến hết ngày 30, hết ngày vía Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên dân gian chúng ta ngày xưa thì thường gọi tháng 7 là tháng cô hồn. Vì sao mà các cụ ngày xưa lại gọi là tháng cô hồn? Đấy là ngoài đời gọi là tháng cô hồn. Như là trong Phật giáo thì gọi là tháng Vu Lan hay là mùa Vu Lan. Mà tháng Vu Lan hay mùa Vu Lan ấy chính là cái mùa mà dành cho những người con Phật cả xuất gia và tại gia, là những Phật tử tại gia đó, đều hướng về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, của các bậc ông bà tổ tiên, không chỉ một hai ba đời kiếp mà còn nhiều đời nhiều kiếp về trước nữa, để tri ân và báo ân. Vì Phật giáo với chủ trương là lấy hiếu đạo làm đầu, cho nên ở trong Phật giáo mới có câu gì: tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cho nên cái chữ hiếu ở trong đạo Phật được tăng ni Phật tử rất là quan trọng. Tuy nhiên đối với cái tấm lòng hiếu hạnh ấy, chúng ta không chỉ đến tháng 7, tức là tháng Vu Lan này, chúng ta mới ghi nhớ và mới phải báo hiếu, mà chúng ta phải báo hiếu chọn cả năm tháng, ngày giờ, thậm chí là từng phút, từng giây rồi. Nhưng cái mùa Vu Lan này nó có một cái điều đặc biệt gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo Ấn Độ nói riêng và Phật giáo trên toàn thế giới nói chung. Đó là thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, cách đây trên 2.500 năm về trước, Ngài có một vị đại đệ tử có tên là Mục Kiền Liên. Vị đại đệ tử của Ngài sau khi xuất gia thì tu chứng được thần thông, gọi là thần thông bậc nhất. Tức là nói về thần thông thì
Tôn giả Mục Kiền Liên là vị đệ tử có thần thông đệ nhất chỉ sau Đức Phật mà thôi. Cho nên Tôn giả Mục Kiền Liên thường được Đức Phật tán thán và khen ngợi trước các bài pháp thoại, các bài giảng, nói rằng Ngài là bậc tu chứng được thần thông đệ nhất trong tất cả các đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Chúng ta biết mặc dù là Tôn giả Mục Kiền Liên tu chứng được thần thông bậc nhất như vậy, Ngài có thể là hô phong hoán vũ, tức là kêu mưa gọi gió đó. Cũng có thể là gì? Ngồi ở một chỗ này nhưng phân thân đến chỗ khác. Ngài có thể dùng một thân hóa ra nhiều thân, dùng một thân nhỏ hóa ra nhiều thân lớn, hoặc dùng một thân lớn có thể biến ra các thân nhỏ. Ngài có thể hiện ra ở giữa trên hư không, có thể rẽ nước để đi, có thể chui vào trong đất, trong đá, vân vân. Thần thông tự tại như vậy. Ngài có thể hàng phục độc long và hàng phục quỷ thần, dược xoa la sát, vân vân. Dùng đại thần thông của mình để thi triển, để hàng phục các yêu ma, các loài quỷ hung dữ như là Atula, như là dược xoa la sát, vân vân. Trong các kinh điển Phật giáo, đặc biệt trong kinh A Hàm, có nói khá nhiều về những câu chuyện mà Tôn giả Mục Kiền Liên dùng đại thần thông của mình để hàng phục yêu ma, hàng phục các vị dược xoa la sát và độc long để cứu độ dân lành. Ngài có thể vào trong các địa ngục, trừ địa ngục A Tỳ. Ngài dùng thần thông để vào tận trong địa ngục để thuyết pháp, giáo hóa và độ sinh. Ngài cũng có thể lên trên các cõi trời để du hóa cùng các vị thần tiên trên các cõi trời. Thần thông như thế, Ngài có thể dùng thần thông để đi thăm các Đức Phật ở các thế giới khác. Đó, trong Kinh Phật cũng có nói, một vài lần có nói tới Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông để đi đến cõi Phật khác, để thăm thú các cõi Phật khác. Ngài có đại thần thông như vậy, nhưng có một điều mà Ngài không thể làm được, đó là mẫu thân của Ngài, tức là mẹ của Ngài đó. Mẹ Ngài có tên là Thanh Đề, phiên âm tiếng từ tiếng Phạn sang tiếng Hán cổ ngày xưa có tên là Thanh Đề. Đó, Thầy đang nói là mặc dù Ngài là một bậc tu hành xuất chúng, có đại thần thông như vậy, thường được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi, nhưng có một điều Ngài không thể làm được, đó là mẹ của Ngài lúc còn sống rất là độc ác, nham hiểm và không tin theo Tam Bảo, tức là không tin theo Phật Pháp đó. Suốt ngày sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần. Tế bái xong rồi lại ăn uống với nhau, say sưa chè chén suốt ngày. Đến lúc còn trẻ, còn khỏe, thì mẹ Ngài lại là một con người như vậy. Sau này khi có tuổi một chút, và bà Thanh Đề thì bị, mình nói là bị, theo như cách nói của Việt Nam chúng ta bây giờ gọi là bị chết đột tử, tức là không bệnh mà chết, đang khỏe mạnh mà chết đó gọi là chết đột tử. Ví dụ có người ngủ qua đêm không thấy dậy, gõ cửa không thấy thưa, cậy cửa ra, mở cửa ra, cậy cửa ra thì thấy gì?
chết đấy, không biết chết lúc nào. Đó, đó cái chết đột tử. Hay là đang khỏe, đang mạnh, tự nhiên thấy ngã xuống mà chết đấy, vân vân. Đấy. Thì bà Thanh Đề, mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên cũng vậy, đang khỏe mạnh. Trong một cái ngày mà mấy chục năm trời con trai của mình xuất gia về thăm, nghe tin con trai về thăm, bà liền dọn dẹp nhà cửa lại cho trang hoàng và đuổi hết những vị tà sư và những người bạn ác của mình tạm lánh đi, giả như là mình là một cái người mẹ rất là nhân từ đức độ để đón con trai của mình. Con trai của bà mấy chục năm xuất gia theo Đức Phật, bây giờ mới có thời gian về thăm mẹ. Thì khi về tới nhà thì hai mẹ con đã gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Con thì hỏi mẹ rằng á, từ khi con xuất gia tới giờ, mẹ ở nhà có làm những cái việc phúc thiện như là bố thí, như là cúng dường để gieo duyên lành với Tam Bảo và với mọi người không? Bà bảo là có. Từ khi con xuất gia tới giờ, mẹ làm tất cả các việc thiện như là con đã dặn mẹ trước khi xuất gia. Nhưng mà trong cuộc sống thực tế thì bà lại không làm điều đó. Người nghèo ăn xin đến thì bà đuổi đi. Các bậc xuất gia tu hành đến khất thực thì bà cũng cho gia nhân đuổi đi, cho người hầu đuổi đi. Và kết quả là toàn là giao du với những bạn ác, những bảng môn tà đạo, giết hại sinh linh để bái tế quỷ thần, xong rồi lại ăn uống nhậu nhẹt với nhau hết ngày này qua ngày khác. Tôn giả Mục Kiền Liên hỏi mẹ, mẹ trả lời là làm tất cả các việc thiện, nhưng thực tế bà làm tất cả các việc ác, không việc ác gì là không từ. Nhưng mà vì nói dối con mình cho nên bà nói là bà làm tất cả các việc thiện. Thấy con trong lòng trên nét mặt còn nghi ngờ, tức là chưa tin mẹ mình, bởi vì về tới đầu làng ai ai cũng nói là mẹ ông làm ác lắm, làm xấu lắm. Từ khi ông xuất gia tới giờ mẹ ông toàn là việc ác thôi. Đó. Nhưng mà vì tin mẹ cho nên tôn giả Mục Kiền Liên cùng với mẹ bước vào nhà. Nhưng trước khi bước vào nhà thấy con còn nghi ngờ một chút cho nên bà mới thề độc rằng từ khi cha con mất và con xuất gia cho đến nay, mẹ làm đúng theo cái di nguyện của cha con và làm đúng theo gì cái tâm tư và cái nguyện vọng của con. Mẹ toàn làm những cái việc thiện việc tốt hết, cúng dường các bậc sa môn, bà la môn, vân vân, bố thí giúp đỡ cho người nghèo cùng và khổ sở, vân vân. Nếu mà lời của mẹ nói mà không đúng như vậy thì mẹ sẽ gì? Sẽ bị quả báo, sẽ bị chết. Nghe mẹ thề độc như vậy thì tôn giả Mục Kiền Liên không một chút nghi ngờ gì nữa và dắt mẹ vào nhà. Không ngờ rằng cái lời thề độc của bà Thanh Đề rất là linh nghiệm. Một chân vừa bước vào khỏi ngưỡng cửa, một chân còn ở ngoài. Trên miệng bà đã hục máu tươi ra và bà chết ngay tại chỗ. Đó. Nên chúng ta thấy này, cái lời thề bồi, nguyền rủa độc ác á, chúng ta không nên có những lời nói như vậy. Mặc dù tâm chúng ta không nghĩ thì miệng cũng không nên nói vậy. Vì nếu mà miệng chúng ta mà nói những cái lời nguyền rủa thề bồi độc ác ấy, cái thứ nhất dần dần nó quen miệng đi. Cái thứ hai là không may
Mà cái lời thề nguyền chửi rủa độc ác của chúng ta đó, nó thành hiện thực, thì không biết bao giờ cho chúng ta trả hết được cái nghiệp về khẩu ấy. Cho nên trong nhà Phật, Đức Phật nói là có ba nghiệp, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khẩu nghiệp thì có vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Vọng ngôn tức là nói sai sự thật, ỷ ngữ tức là nói lời thêu dệt, lưỡng thiệt tức là nói lưỡi đôi chiều, hay các cụ ngày xưa dịch là gì, là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, tức là ở bên này nói kháy bên kia, ở bên kia sang lại gì nói tức bên họ để cho họ tức nhau, họ đánh nhau, họ chém nhau, họ giết nhau, vân vân. Và thứ tư, nghiệp thứ tư về miệng đó là những lời ác, nói những lời thề bồi nguyền rủa để cho người ta nghe thấy, người ta gì, người ta đau khổ, thậm chí người ta gì, người ta tức đến nỗi là gì, hộc máu mà chết, vân vân. Đó, cho nên Đức Phật nói này, người tu hành hay là người đạo đức ở trên thế gian này không được nói những lời độc ác, không được nói những lời sai sự thật, không được nói những lời đâm bị thóc, những chọc bị gạo vậy, vân vân. Mà phải nói những lời từ hòa, yêu thương, đúng sự thật, nhẹ nhàng, khiến cho người nghe vui vẻ, hoan hỷ và hướng tới cái tâm thiện vậy. Bà Thanh Đề, chúng ta thấy tất nhiên không phải bà chết do cái lời thề đâu. Cái lời thề nó chỉ là gì? Cái kết quả do cả một cái chuỗi thời gian dài mấy chục năm bà làm ác. Nhưng bây giờ đến cái giai đoạn đó thì cái quả ác nó chín mùi, lại đối trước gì một bậc thánh tăng. Mặc dù Tôn giả Mục Kỳ Liên là con trai bà, nhưng con trai bà là gì, một bậc thánh tăng, một bậc thánh tăng A-la-hán, một vị đại đệ tử chứng được thần thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Cho nên đối trước một bậc thánh như vậy mà phát ra những cái lời thề thì lại càng không chuẩn mực nữa. Cho nên kết quả là bà chết ngay tại chỗ. Sau khi chết xong, thần thức của bà ngay lập tức đọa vào trong A Tỳ địa ngục, tức là một cái loại địa ngục cái gì, là khủng khiếp nhất, đáng sợ nhất. Mà trong kinh Địa Tạng, Đức Phật Thích Ca nói là cái địa ngục A Tỳ đấy còn gọi là địa ngục vô gián, tức là địa ngục ấy không có thời gian để nghỉ giải lao đâu, lúc nào cũng gì, tự mình cảm thấy mình đang bị nghiêu đầu ngục tốt và các quỷ vương gì hành hình, vân vân, tự mình chiêu cảm như vậy. Nói về những cái cảnh khổ ở trong địa ngục ấy, cũng có một số Phật tử và một số những người chất vấn thầy rằng vậy nói là địa ngục ấy không ai xây nên mà tự có, vậy thì địa ngục đấy thì nó như thế nào, hình tướng ra sao, ai đã thấy địa ngục đó chưa? Thầy cười và bảo rằng thầy thì chưa thấy địa ngục thực tế trong cuộc sống này, nó to hay nó nhỏ, trắng hay đen, xanh hay vàng, vân vân. Nhưng ở mấy chục năm trước, tức là hơn 20 năm trước, khi thầy chưa đi xuất gia, và lúc đó thầy như khoa học bây giờ gọi là chết lâm sàng đó, chết 4-5 tiếng đồng hồ, và cái thần thức đã được đi tới những cái nhìn thấy những cái cảnh khổ ở trong cõi ngạ quỷ và ở trong cõi địa ngục đó, thấy thực sự là gì? Là rất là khủng khiếp. Chính vì một cái lần chết 4-5 tiếng đồng hồ ấy,
nhìn thấy những cái cảnh khổ ấy, mà sau khi khỏi bệnh được một thời gian, khoảng một năm, hơn một năm một chút đó, thì thầy đã quyết định xuất gia. Đấy là gì? Cái thấy trong cái lúc mà mình chết lâm sàng. Chứ còn bây giờ mà nếu bảo là thầy có thể diễn tả địa ngục nó như thế nào cho chúng con biết được không? Thì thưa với tất cả các bạn khóa sinh, nó rất khó để diễn tả cho chúng ta có thể biết được. Cũng giống như người gì, người đói mà ăn và người ta no, thì cái cảm giác no đó khó có thể diễn tả cho người khác á, nghe được, biết được. Hay là người khác á, mà được uống vậy, khó có thể diễn tả được hết cái gì, ý nghĩa mà gì, cái cơn khát nó dằn vặt mình 1, 2, 3 ngày không có nước uống, bây giờ mà mình được uống nước vậy. Đó. Giống như người đói được ăn, người khát được uống, khó có thể diễn tả hết được. Mà chỉ có gì, mỗi người nếu đã từng khát, khát cháy cả cổ họng, khát khô cổ họng mà được uống nước, được một cốc nước á, một cốc nước mát nữa thì càng tốt nữa, thì uống vào thì người đó cảm giác gì, đã như thế nào, hết khát ra sao, cái cơn đã khát ra sao. Cho nên á, chúng ta thấy là cứ buổi chiều chiều lạ, lúc tầm mặt trời lặn á, tất cả các ngôi chùa, không chỉ ở trong đất nước Việt Nam chúng ta đâu, mà trên toàn thế giới, nơi đâu có tăng ni xuất gia thì cứ vào cái lúc này, mặt trời sắp lặn, là cái lúc mà các ngôi chùa đã râm ran đó, thỉnh đại hồng chung, tức là chuông lớn đó các con. Cứ vào cái lúc mặt trời sắp lặn đó, thì tất cả các ngôi chùa đều thỉnh đại hồng chung, tức là thỉnh ba hồi chuông lớn, để làm gì? Để siêu độ các vong linh ở nơi gì? Cửu tuyển, tức là ở trong gì? Các địa ngục khổ. Và tiếng đại hồng chung đó thỉnh gì? Càng ngân càng vọng, càng dài, thì những tội nhân ở trong các địa ngục đó được nghỉ ngơi càng lâu. Thế nên các con, nếu các con đến chùa mà để ý một chút đó, tại sao mà cứ buổi chiều lại cứ nghe thấy tiếng chuông chùa thì, ví dụ các trường học các con mà gần các trường đại học các con, cao đẳng trung cấp các con mà gần những cái ngôi chùa nào ở quanh quanh nhá, mình xem, các con về cứ để ý mà xem, cứ vào lúc buổi chiều 5 giờ 5 rưỡi hoặc là 6 giờ vân vân, trong cái khoảng thời gian mặt trời lặn và sắp lặn đó, là nghe cái tiếng chuông chùa gì quanh quanh khu vực trường học của chúng ta, không chỉ ở Việt Nam đâu mà tất cả các ngôi chùa trên toàn thế giới, đâu có đâu có chùa, chùa có sư đều có tiếng đại hồng chung thỉnh vào cái quãng thời gian đấy, chính là để thể hiện cái lòng từ bi của Đức Phật đối với những chúng sinh thọ khổ ở trong các địa ngục vậy. Và không chỉ thỉnh chuông không đâu, mà các con sẽ thấy thì lúc đó là thường là các chùa mà có các sư và các Phật tử thì thường là ở trong chùa, ở trong Tam Bảo chính điện đó, thì các sư sẽ tụng kinh và thí thực. Thí thực là gì? Thí thực tức là đem nấu đem cháo đó, là bánh kẹo này, thanh bông hoa quả này vân vân, sắp ra một cái mâm để lên cái chiếu, thường là để ngoài hiên chùa. Đấy, các con đến các ngôi chùa thì thường là để ngoài hiên chùa, tức là ngoài hè, ngoài hiên đó. Đó, kể cả chùa Khai Nguyên chúng ta này, chiều lại các con sẽ thấy sắp một cái mâm cháo bỏng rồi hoa quả vân vân, thắp vào đó, để vào cái chiếu, để vào đó và tí gạo tí muối, có nơi thì còn cẩn thận để cho thêm tí gạo tí muối và tí nước trắng nữa. Đó, để vào đó làm cái mâm. Bắt đầu á, ở trong chùa tụng kinh á, đến cái đoạn mà thí thực á, đến cái bài thí thực đó, thì bắt đầu ở ngoài gác chuông á, là các vị sư hoặc các Phật tử ở ngoài đó là bắt đầu là thỉnh chuông, cái thỉnh đại hồng chung. Mỗi khi cái tiếng chuông ngân lên ở trong cái bài kệ thỉnh chuông á, chúng ta thấy có một cái câu gọi là câu gì, nguyện thử trung thanh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sinh thành chính giác.
Sau thì có một cái câu đặc biệt quan trọng nữa, là có một câu gì? Phá địa ngục chân ngôn, án giả la đế ra sa bà ha, án giả la đế ra sa bà ha, án giả la đế ra sa bà ha. Đọc câu thần chú ba câu như vậy. Đó. Tức là gì? Cái tiếng chuông nó được thỉnh lên, được vang vọng lên ở nhân gian này, nhưng mà gì? Nó thấu suốt tận ở dưới cõi gì? U minh. U minh chính là gì? Đến tận cái cõi gì? Cõi địa ngục khổ. Mà xuống đến tận gì? Cõi gì? A tỳ địa ngục luôn. À, tiếng chuông xuống đến, thấu đến như cái tâm của vị nào mà thanh tịnh á, lên thỉnh chuông mà gì? Mà một lòng một dạ chí thành chí kính á, thì tiếng chuông đó gì? Vọng tận xuống A tỳ địa ngục để cứu chúng sinh khổ gì đó. Đó. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy là cái vấn đề tâm linh ở trong nhà Phật á, tuy là Đức Phật gì? Không nói nhiều, nhưng Đức Phật gì? Khẳng định với chúng ta là gì? Có cõi lục đạo luân hồi. Tức là cõi lục đạo luân hồi, tức là cõi cao nhất là chư thiên, cõi thứ hai là cõi nhân, là cõi người chúng ta, cõi thứ ba là cõi Atula, tức là quỷ thần á. Các vị thần tiên chúng ta theo phim Tây Du Ký như là Ngưu Ma Vương á, Ngưu Ma Vương và các loại quỷ đầu trâu mắt ngựa đó thuộc về thế giới Atula. Atula thì con trai thì rất là xấu, mà con gái thì rất là xinh. Cho nên chúng ta thấy tất cả các cô vợ, bà vợ của Ngưu Ma Vương ấy, bà vợ nào cũng gì? Cũng rất là xinh đẹp, như là tiên nữ vậy. Trong kinh Phật còn nói là cõi Atula nữ giới còn đẹp hơn là các vị tiên ở trên các cõi trời dục giới nữa cơ. Đó. Cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết. Đó, cái nhân duyên, cái quả báo của họ gieo trồng ở kiếp trước mà có vậy. Còn ban dưới Atula thì là cõi súc sinh. Ban dưới cõi súc sinh là cõi ngạ quỷ, ban dưới cõi ngạ quỷ là địa ngục. Đó là chính là lục đạo luân hồi Đức Phật tuyên thuyết vậy. Cho nên trong Phật giáo chủ trương này, Đức Phật nói là chết chưa phải là hết. Chết không phải là hết đâu các bạn ạ. Chết chỉ là gì? Thay đổi cái hình dạng cái tấm thân này sang một hình dạng một tấm thân khác mà thôi. Có thể là gì? Là đi lên. Tức là lên là gì? Cõi trời. Thì thân thể của chúng ta trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ hơn, tuổi thọ sẽ lâu dài hơn. Hoặc là tái sinh lại làm người, thì người thì kiếp sau có thể thì thọ mạng có thể là giàu sang, phú quý, vinh hiển, nhưng cũng có thể là nghèo cùng, khổ sở, bệnh tật và chết yểu, vân vân. Đó, do cái nhân chúng ta gieo tạo ở kiếp này vậy, và những kiếp trước vậy. Hoặc là gì? Nếu mà sống thì làm con người rất tốt, nhưng mà nóng tính hay sân hận, thì Đức Phật nói sau khi chết đi thần thức thường là thọ sinh vào gì? Cõi Atula. Và cõi Atula. Mà nếu mà gì? Sát sinh hại vật, làm ác nhiều, nhưng mà lại ngu si á, thì thường là đọa vào làm kiếp súc sinh. Nếu mà gian xảo độc ác, lại keo kiệt bốn xín, là thường là đọa vào gì? Cõi ngạ quỷ. Còn làm tất cả các việc ác, ác nhiều hơn thiện, thiện gần như không, còn ác thì vô số chẳng thể tính đếm hết được, thì thần thức sẽ vào trong địa ngục vậy. Mà địa ngục cũng có thì 18 tầng địa ngục lớn nhỏ, 18 địa ngục lớn. Trong mỗi một địa ngục lớn lại có thì vô lượng, vô số, vô biên A Tăng Kỳ địa ngục nhỏ, đếm chẳng thể hết vậy. Đó. Cho nên á, quan điểm của Phật giáo thì chết không phải là hết. Và cụ thể là gì? Tôn giả Mục Kiền Liên đi tìm mẹ khắp các cõi lục đạo luân hồi không thấy, được Đức Phật khai thị và cho mượn gậy tích trượng. Vì nhờ vào thần lực của Đức Phật, dòng gậy tích trượng xuống ba lần trước cái tòa thành cao đen, tối đen như mực ấy, thì cửa thành mở ra, vào đó mới thăm được mẹ. Đó, chúng ta thấy. Cho nên á, ở trên đời người ta nói là gì? Ôi trời ơi, chết là hết đấy mà, sợ cái gì? Cứ ăn đi, cứ làm đi, cứ hưởng thụ đi. Đó. Đấy là gì? Việc ở trên đời họ nói như vậy. Mà cái cụ thể là gì? Mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề đó. Vì bà không tin nhân quả, lúc còn sống không tin nhân quả, cho nên sát sinh hại vật vô số, vô lượng, vô biên, toàn chơi gian du, giao du với những kẻ ác.
sát sinh hại vật, tế bái quỷ thần để cầu phúc, xong rồi lại ăn uống với nhau. Vì lúc sống thì không thật thà, độc ác như vậy, cho nên chết đi thần thức vào A Tỳ địa ngục. Con đến cứu mẹ. Hai mẹ con vừa gặp nhau được có một thời gian rất ngắn thôi. Ngục tốt đã bảo là đã hết thời gian thăm thân rồi. Lúc đó nghe mẹ nói là gì? Mẹ ở trong này khổ lắm, đói lắm. Từ khi xuống đây chưa được ăn một miếng cơm nào, chưa được uống một ngụm nước nào, vừa đói vừa khát, khổ đau ngặt nghèo, không thể diễn tả hết bằng lời. Nghe mẹ nói như vậy, tôn giả Mục Kỳ Liên mới nhớ là trên đường đi mình có Phật tử vừa xớt bát cho mình, tức là cho thức ăn để vào trong bát của mình vẫn chưa ăn. Tôn giả lấy ra liền đưa cho mẹ. Mẹ ngài nhìn thấy bát cơm, trong lòng thì nghĩ là mình sắp sửa được một bữa no bụng rồi. Bát cơm tôn giả Mục Kỳ Liên vừa đưa ra, bao nhiêu những tội nhân đã ở trong ngục ấy liền là đưa cánh tay rồi kêu đói và cũng xin cho tôi xin với, cho tôi ăn với, chia cho tôi với, vân vân. Bà Thanh Đề nhìn thấy vô số những cánh tay giơ ra như vậy, bà khởi cái tâm nghĩ rằng bát cơm này chia cho mỗi người một hạt còn không đủ, bụng ta thì đang đói, đem chia mỗi người một hạt cơm còn không đủ, vì quá nhiều những tội nhân ở trong đó. Cho nên bà liền khởi cái tâm này, là đấy, mỗi người một hạt còn chưa đủ, mà bụng ta thì rất là đói. Cho nên liền là một tay che lên và một tay thì, lấy, chúng ta biết người Ấn Độ ngày xưa họ toàn ăn cơm bằng gì ạ? Vốc bằng tay. Bây giờ cũng thế, họ không ăn bằng thìa, bằng đũa như chúng ta đâu, hay bằng dĩa như phương Tây đâu, họ vẫn ăn bằng tay. Mấy năm trước thầy sang Ấn Độ rồi, họ vẫn ăn bằng tay, bốc bốc bằng tay, ăn cho vào miệng. Cơm canh họ nhoan cho hết, dồn hết vào một cái bát rồi, nhoan nhoan rồi ăn. Đến những khách sạn xa hoa, khách sạn 5 sao của họ đấy nhé, những tầng lớp gọi là tri thức, đi cái xe như Việt Nam của mình là mấy chục tỷ đấy nhé, nhưng họ vẫn đi ăn cơm bằng tay. Không phải là họ vô văn hóa, đấy là cái văn hóa của đất nước họ, quê hương họ, bản địa của họ, chứ không phải là vô văn hóa đâu. Không phải là thiếu văn hóa đâu các con ạ, đấy là cái văn hóa của họ. Đấy, thì thời Đức Phật thì cũng ăn vốc bằng tay, cho đến bây giờ năm 2022 bây giờ người Ấn Độ vẫn gì, vẫn vốc bằng tay như vậy. Cho nên trong giới luật của các thầy có một cái giới gọi là gì, ăn phải vốc như thế nào. Vì Đức Phật thành Phật ở Ấn Độ, cho nên ngài chế định giới luật, ngài cũng thuyết theo gì, theo cái phong tục tập quán của Ấn Độ. À, nay giới luật sang Việt Nam tuy mình không dùng nhưng mà không ai dám sửa, không ai được quyền sửa, vì không ai được sửa, được quyền sửa thì giới luật của Đức Phật. Các đệ tử chỉ có y giáo phụng hành, làm hay không làm được, sứ này không làm thì sứ khác làm, cho nên không được sửa. À, nói thêm như vậy, đây đang nói vì là cái văn hóa người Ấn Độ ăn vốc, cho nên là bà Thanh Đề một tay thì che bát, một tay thì vốc cơm đưa vào miệng. Cơm vừa đưa vào tới miệng thì vì cái nghiệp cảm của bà, cho nên cơm liền biến thành than lửa, nhổ ra cũng không được, nuốt vào đến đâu thì nó cháy, cháy ruột, cháy gan đến đó. Ở đây các bạn trẻ có ai chúng ta mà đi thăm nhà bạn hay đến nhà bạn, bạn rót nước ra, pha ấm trà còn nóng hổi, rót ra mời và chúng ta gì, chúng ta đưa lên miệng không biết là nóng hay là nguội, chúng ta đưa lên chúng ta để chót gì, ngụm một thì ngụm gì, thật gì nhiều vào trong miệng, mà lúc đó trước mặt bố mẹ, trước mặt các bạn, mà bạn thì nếu mà thân đến cái mức độ mà coi nhau như như một rồi thì chúng ta nóng quá chúng ta có thể nhổ ra được, đúng không? Nhưng mà trước mặt cái bạn mà gì mới thân mới quen, hoặc là những bạn mà chúng ta phải giữ ý chẳng hạn, ví dụ người yêu chẳng hạn, chúng ta không thể vừa ngụm nước vào lại nhổ ra, mà bắt buộc phải, là bắt buộc phải sao nhỉ, phải nuốt vào, mà nuốt đến đâu thì nghe gì, nó nóng đến đó. Ai bị chưa, có ai chưa, có không? Thầy nghĩ là có.
Bài pháp hôm qua thầy hỏi các Phật tử ở trên chùa Lai Bồ chỉ có khoảng 100 người, hơn 100 người mà có rất nhiều cánh tay giơ lên. Chắc đây chúng ta là sợ, ngại xấu hổ không dám giơ thôi. Nhưng mà thầy nghĩ là có. Đó. Ai đã từng uống bột muối nước canh mà nóng, hay là ăn cái gì mà nóng cho vào miệng rồi nhưng mà không thể nhả ra được, không thể nhổ ra được mà bắt buộc phải nuốt vào. Nuốt đến đâu biết đến đó. Nhưng cái nóng đó thì nó chỉ mới khoảng 5, 6, 70 độ thôi các bạn ạ. 80 độ là cùng thôi. Còn cái thức ăn mà Tôn giả Mục Kiền Liên đưa cho mẹ nó là bát cơm. Bát cơm trắng. Ngài khất thực trên đường, trên đường đi ngài khất thực. Phật tử cúng dường và ngài mang xuống, chưa kịp ăn mang xuống đấy. Nghe mẹ kêu đói thì ngài đưa cho mẹ ăn. Nhưng mẹ bốc lên ăn, lúc bốc lên thì nó vẫn là cơm, nhưng đưa vào miệng mà cái thì nó lại hóa thành thành lửa. Vì do cái nghiệp cảm của bà Thanh Đề vậy. Cho nên bà đau đớn. Tôn giả Mục Kiền Liên thấy vậy thương mẹ vô cùng, nhưng cũng không biết làm cách nào để giúp được mẹ. Và ngay lúc đó Ngục Tốt liền nói rằng: thưa Tôn giả, đã hết giờ thăm thân. Hết mất rồi. Nói hết giờ thăm thân một cái liền là gì? Cánh cửa đóng sập lại. Tôn giả lại thấy mình đứng ở ban ngoài cái thành cao tối đen đấy. Ngài liền buồn thương đi về bạch với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền nói với Tôn giả Mục Kiền Liên rằng: vậy thì ta cũng không có cách nào để cứu mẹ của ông. Bản thân ta cũng không thể một mình ta cứu được mẹ ông. Nhưng có một cách có thể cứu được mẹ ông. Đó là sau 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, còn mấy ngày nữa là mãn hạ. Thì các sư ngày xưa thời Đức Phật thì thường là 3 tháng an cư từ rằm tháng 4 âm lịch đến rằm tháng 7 âm lịch là tiền an cư. Còn hậu an cư là từ rằm tháng 5 đến rằm tháng 8 âm lịch là hậu an cư. Nhưng trước đấy thì đại đa số là tiền an cư, từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 âm lịch là xong. Cha Đức Phật nói 3 tháng an cư của chư Tăng đã gần viên mãn. Công đức của chư Tăng 3 tháng cùng nhau tụ họp về các chốn trụ xứ, các chốn tổ đình, các chốn già lam, mình nói nôm na là các ngôi chùa cho chúng ta dễ hiểu, để tu học chính pháp, trau dồi giới định tuệ vân vân. Cho nên công đức rất là lớn. Nay nếu ông muốn siêu độ, muốn cứu mẹ của ông thì có một cái phương pháp, đó là ngày chuẩn bị đến ngày chư Tăng làm lễ tự tứ, ông nên sắm sửa những cái đồ vật dụng cần dùng của chư Tăng để cúng dường, như là ba y, như là bình bát, như là gậy tích trượng, như là kim chỉ, như là đồ ăn thức uống vân vân, những đồ mà chư Tăng thường dùng hàng ngày đó, ông cúng dường chư Tăng. Để cầu thỉnh chư Tăng thì cùng nhau chú nguyện siêu độ cho mẹ ông. Phải nhờ vào cái sức, cái lực của 10 phương Tăng, công đức của 10 phương Tăng như thế mới có thể cứu độ được mẹ ông vậy. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe nói như vậy thì rất là vui mừng. Liền là xin Đức Phật tức tốc cho mình đi về nhà để bán tất cả gia tài của cải. Một phần thì đem chia cho người nghèo, một phần thì đem xung quốc khố nhờ nhà vua gì làm việc thiện cho, một phần thì đem chia cho họ hàng gia đình nội ngoại hai bên, còn một phần nữa thì đem cúng dường tất cả nơi đâu có các sư lúc đấy, có các sư nhóm họp để an cư kết hạ thì ngài đều gửi vật tình tài đấy, gửi tiền đến để nhờ các sư ở nơi đó mua những đồ vật dụng cần dùng để cúng dường trai tăng trong mấy ngày hành đạo và cho đến ngày tự tứ. Và ngay sau bữa cơm đầu tiên, ngày cúng dường chư Tăng, chư Tăng hồi hướng cầu nguyện cho mẹ của ngài đã thoát khỏi cái tội ở trong A Tỳ địa ngục, được sinh lên quái ngạ quỷ. Chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, lướt qua quái ngạ quỷ một chút xíu thôi, mẹ của ngài liền được sinh lên quái trời đau lợi. Sau 3 ngày làm lễ trai Tăng, chư Tăng hành đạo xong, cúng dường trai Tăng, chư Tăng hành đạo xong,
đến ngày tự tứ. Thế ngày xưa thường là ngày 15 âm lịch. Bây giờ thì các sư ở Việt Nam chúng ta tự tứ tiền an cư thì là ngày 14 âm lịch, để ngày 15 mọi người về còn làm lễ vu lan cho nhân dân. Cho nên là tự tứ vào ngày 14 âm lịch trước với một ngày. Còn ngày xưa là thời xưa là thời Đức Phật là ngày 15 là ngày tự tứ, đấy là tiền an cư. Còn chư tăng hậu an cư là đến tận ngày 15 tháng 8 cơ. Cho nên cái lễ vu lan có thể kéo dài không chỉ đến 30 tháng 7 đâu, mà còn đến tận ngày 15 tháng 8 âm lịch. Chư tăng hậu an cư thì làm lễ tự tứ, thì lúc đó thì chư tăng đem công đức hậu an cư tu hành đó để hồi hướng trợ duyên, để cầu siêu cho các vong linh của người thân của các tín đồ Phật tử và của các sư đã mất kia, cũng được công đức lợi ích như tiền an cư, không có khác vậy. Cho nên mùa vu lan báo hiếu, ngày xưa thì các cụ nói là từ mùng 1 tháng 7 đến 30 tháng 7, nhưng theo chúng tôi thì có thể gì? Nó kéo dài đến tận ngày rằm tháng 8 âm lịch, là cái ngày mà chư tăng hậu an cư làm lễ tự tứ xong, thì đó mới là hết mùa vu lan đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta vậy. Vì Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ là có tổ chức là cả hậu an cư. Đấy, cũng nói thêm như vậy để các sư và các bạn trẻ chúng ta cũng nắm được thêm vì sao là gọi là cái lễ vu lan. Mà vu lan á, duyên khởi từ đâu? Thế kể như vậy để chúng ta thì dài dài một chút như vậy để các bạn trẻ thấy là vì sao mà khóa tu á, của chúng ta qua cái ngày rằm tháng 7 rồi, hôm nay là ngày 16, mai là 17 rồi, mà khóa tu này vẫn gì? Vẫn hướng đến này, là khóa tu mùa vu lan hiếu hạnh. Thế thầy nói như vậy để chúng ta thấy được rằng cho dù không phải ngày mai, nay ngày mai đâu, mà cho đến theo quan điểm của thầy đến tận ngày rằm tháng 8 âm lịch, chúng ta vẫn có thể gọi là mùa vu lan báo hiếu được. Vì Việt Nam chúng ta có chư tăng là hậu an cư, mà quan trọng nhất là chư tăng sau 3 tháng an cư đem công đức tu hành cùng nhau đó, sống chung một trụ xứ, cùng nhau học tập chính pháp của Phật và cùng nhau đó, hành trì lễ niệm tụng kinh chỉ chú ngồi thiền niệm Phật vân vân đó. Đấy, công đức lớn lao không thể diễn tả hết được. Đem công đức ấy để chú nguyện, để hồi hướng cho các tín đồ Phật tử và người thân các tín đồ Phật tử. Nhiều người bệnh được lành, người bệnh gặp được thầy thuốc chữa trị bao nhiêu rồi không khỏi, nhưng có khi mấy ngày hành đạo đó đến làm lá sớ cầu an, thế là về khỏi bệnh. Hoặc là gặp thầy gặp thuốc chữa thì nhanh khỏi, mà có người về tự nhiên nó khỏi bệnh ngay. Cái này cũng không thể nào mà diễn tả bằng lời nói hết đó, các bạn trẻ. Thầy ở chùa đây thì cũng giúp đó, rất nhiều người giúp, không biết bao nhiêu người mà đếm rồi. Có những người bệnh tật đi viện trung ương không khỏi, đi viện chữa đông y không khỏi, châm cứu không khỏi, chữa các loại thuốc rồi không khỏi. Thậm chí là cầu cúng ở các đình chùa miếu mạo, đoán các ông thầy cúng, thầy đồng thầy cốt, thầy các loại thầy rồi không khỏi. Nhưng mà đi đến thì các thầy cũng chẳng tụng kinh, chẳng có thời gian để tụng kinh nữa. Ra trước ban tổ lấy cái chén nước cúng tổ, chỉ vào đó mấy câu thần chú khấn tên tuổi để chỉ người ta ra, đưa cho người ta uống vào, có người ta khỏi ngay tại chỗ luôn. Ai giải thích được? Có nhiều người đến đây, có nhiều người đến thì lúc đến thì người nhà phải khiêng đến, ốm đến nỗi là người nhà phải khiêng đến, không đi được nữa. Đi ô tô đến, đỗ ô tô ở ngoài cửa, ở ngoài sân ngoài, thế là bốn người xốc nách vừa khiêng vừa bế vào. Nhìn thấy và bảo là, thầy nhìn thấy mà cũng ngán, bảo là ở đây có phải là bệnh viện đâu. Các thầy không phải là thầy thuốc cho nên không giúp được gì đâu. Nhưng người ta cứ bảo là chúng con đem đi viện rồi, khám hết rồi, tất cả các bác sĩ khám rồi, xét nghiệm đủ các thứ, không tìm ra bệnh gì. Nhưng mà cái có khi cái bệnh nó như người giả đò ấy, có khi đang khỏe thế này lại lăn đùng ngã ngửa ra, bảo bệnh động kinh không phải, bệnh gì không phải. Thế người ta bảo mách đến xem thầy xem có phải tâm linh không, thầy có giúp được không. Mình thấy người ta như thế thì bốn người sốc hai bên không được, mình bảo nghĩ trong bụng là mình không phải là thầy thuốc, không biết có giúp được người ta không. Nhưng thôi, người ta đã đến đây rồi, thôi thì cứ bảo vào đây xem thế nào. Bảo bốn người giữ đấy, ở trước cái nhà sàn của thầy ấy,
Đấy, vào ở đây quỳ chỗ cái chiếu, các con thấy cái chiếu, có cái chiếu ở trước cái chỗ thầy tiếp khách đấy. Vào đấy cho đấy, cho quỳ ở đấy, nếu không quỳ thì ngồi lễ ba lễ xem là có lễ được không, lễ không lễ được nữa. Rồi thì bốn người dìu vào đấy là khiêng, là đặt xuống đấy, đấy là hai người giữ hai bên, bắt đầu là người thì cầm tay giơ lên thì mới giơ được, bảo vái xuống cầm tay vái xuống mới vái được. Tôi thấy cũng thương, biết là mình không phải là bác sĩ rồi, nhưng mà thôi, người ta đến đây thì cứ thành tâm để thử cầu Phật Bồ Tát gia trì cho người ta xem như thế nào. Thắp ba nén hương, lấy bát nước cúng Phật, cúng tổ ở trên ban đó, chỉ mấy câu thần chú vào đấy, đọc tên tuổi địa chỉ của họ vào đấy, hay là đưa cho họ uống, bảo uống một tí xong rồi lấy một tí bôi lên trên mặt trên đầu nữa. Nếu mà do tâm linh á, do nghiệp chướng á, do oan gia cháy chủ thì có thể nó đỡ dần đấy. Mà không ngờ vừa uống xong bôi lên người, lên đầu, lên trán và chút xong, nhìn là người lại bình thường, hồng hào trở lại, thế là như người không có gì. Đó. Chúng ta không thể giải thích được, mà thầy cũng không thể giải thích được. Thực sự thầy không thể giải thích được nhiều trường hợp như thế. Có rất nhiều trường hợp như vậy. Đấy, có trường hợp mà bệnh ung thư. Bác sĩ bảo trường hợp này đi về gia đình, đi về chuẩn bị hậu sự. Đi bệnh ung thư, đi xuống cái khoa u biếu của bệnh viện u biếu Trung ương, cơ sở 2 ở chỗ cái gì, gần cái chỗ Hà Đông ấy. Chỗ bệnh viện 103 thì phải, đúng không? Gần chỗ Thanh Trì. Ở đó bác sĩ bảo là thôi, người nhà mà đi về, cho đi về nhanh thì còn kịp. Cho thở oxy về nhanh thì còn kịp. Mà nhà ở tít ở trên Hà Giang cơ. Đây là cái chuyện này nó đúng 2-3 năm rồi. Từ khi chưa Covid, đó là chắc là 18-19 gì đó. Thế bác sĩ bảo đi về nhanh để còn kịp. Vừa đi vừa cho thở oxy. Thế về tới nhà, đợi một ngày không thấy đi. 2 ngày không thấy đi, 3 ngày cũng thấy đi. Thở oxy đến 2 tuần không thấy đi, cho nên thôi bỏ oxy ra. Bỏ oxy ra thì, từ khi bỏ oxy ra thì cô ấy lại thấy người nó khỏe khỏe hơn. Thế cô ấy bảo là trong cái lúc mà ở dưới viện á, trên cái đường đi xe về á, thì tự nhiên là thấy một trên cái đường xe đưa từ bệnh viện về nhà, thì mơ mơ màng màng, ở trong giấc mơ á, nó mơ mơ màng màng như thế, thì thấy một cái vị sư đội cái mũ thất Phật với cái gậy tích trượng, bảo là về phải niệm Phật đi, phải tụng kinh Địa Tạng đi. Đó. Thế là trong giấc mơ 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 màng màng nghe như vậy, thế bắt đầu cô bắt đầu cứ thế là niệm Phật, niệm Phật ấy, về nhà không chết. Bác sĩ bảo về nhanh không có không kịp, nhưng về thì không chết, không chết, cho nên về ở nhà thì ở đến khoảng 2 tuần như vậy, rút ống thở ra thì lại thấy người nó khỏe khỏe hơn. Thế bắt đầu thì gia đình là nghĩ là còn nước còn tát, lại thấy khỏe hơn rồi, cho nên lại nghĩ là đem xuống bệnh viện tiếp. Nhưng trên đường đi viện đó thì đến gần gần khu vực sân Tây này, cô lại đòi là cô muốn vào chùa. Cô muốn vào chùa. Thế gia đình mới hỏi quanh quanh ở ngoài bến xe, bảo quanh đây có cái chùa nào lớn lớn không? Hay tổ chức khóa tu không? Có đông Phật tử đến không? Thế là mấy người ở ngoài bến xe ô tô ở ngoài sân Tây đến để hỏi, mà người ta mới đến hỏi, người ta bảo là có cái chùa Khai Nguyên. À đấy, đông Phật tử đến dự khóa tu lắm, thầy hay tổ chức khóa tu cho mọi người lắm, mà thầy mấy năm nay thì toàn giảng kinh Địa Tạng thôi. Thế là cái cô bệnh nhân cô bảo thế đúng rồi, phải đi vào cái chùa đấy. Trong cái lúc hôm trước về mơ mơ màng màng là thấy một cái vị sư đội mũ thất Phật và chống gậy tích trượng bảo là phải niệm Phật và phải tụng kinh Địa Tạng, học kinh Địa Tạng. Thế nghe bảo ở trong này thầy giảng kinh Địa Tạng, mà cô bảo thế phải vào, bảo đấy, bảo người nhà mang vào. Khi người nhà mang vào
cũng phải hai người xóc nách mới đi được. Thì bác sĩ bảo ung thư giai đoạn cuối gần chết rồi mà, trả về rồi. Nhưng về nhà đến 2-3 tuần, hơn 2 tuần, cô lại không chết. Cho nên gia đình còn nước còn tát, thấy là khỏe khỏe lên rồi lại đem xuống viện. Trên đường xuống viện, nhớ lại cái lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, cái lúc mình từ viện về, cho nên là vào đây. Trên đường đi viện lần thứ hai vào đây. Vào đây thì thấy hai người xốc nách hai bên đưa vào. Thầy lên khóa lễ hôm đấy là cũng có pháp hội tụng kinh Địa Tạng. Người ta chờ sẵn, thấy thầy đi xuống mà cái là người ta cứ thế người đón, người ta xin gặp. Nhưng bình thường thầy giảng xong rồi thầy không hay gặp, vì dành cái thời gian để mọi người lên khóa lễ để cùng tụng kinh. Thì thầy không gặp lúc đó, gặp thì mọi người lại không tụng kinh, cho nên thầy không gặp. Nhưng mà người ta thì cứ ở dưới, người ta cứ đi ra lại đi vào. Thầy ở trên vòng nhìn qua camera thấy người ta đi ra đi vào thì thương quá. Thấy hai người ta dìu vào rồi nghĩ đi nghĩ lại là thương quá thôi, đi xuống hỏi người ta làm sao. Thế người ta trình bày như thế như thế. Thế thầy bảo thế được rồi. Thế thôi thì trước khi xuống viện thì thầy đưa cho thầy lại lấy cái chén nước cúng ở trên ban, nó chỉ mấy câu thần chú đưa cho người ta uống. Thế là uống vào được một tí, mắt mũi người ta cứ hồng hào trở lại. Và người ta muốn ở đây, nhưng thầy bảo thôi, cứ đi xuống viện đi, xem bác sĩ khám lại thế nào. Xuống viện khám lại, bác sĩ bảo đỡ nhiều rồi. Bác sĩ bảo sức khỏe như thế này có thể về nhà để tự chữa được rồi. Thế là về nhà thì cứ thế là tụng kinh Địa Tạng. Qua đây người nhà thỉnh quyển kinh Địa Tạng, bế cứ thế là tụng kinh Địa Tạng, về nhà tụng kinh Địa Tạng. Mấy tháng sau cứ thế nó khỏe dần. Và cho đến bây giờ là 3-4 năm nay rồi. Vừa rồi xuống dự pháp hội lên gặp thầy, cười toe toét ra bạch thầy nhờ ơn Phật Pháp, và con thì từ quay chết trở về, bây giờ con bình thường rồi. Đó. Cho nên ở trong Phật Pháp có nhiều những cái việc chúng ta không thể nào mà diễn tả hết bằng lời nói được. Vì vậy mà người ta mới nói là Phật Pháp nhiệm màu. Có tâm thành kính tin tưởng thì sẽ được Phật gia trì độ cho là như thế. Đó. Vì vậy mà chúng ta thấy chết đâu phải là hết đâu. Sống ở trên cuộc đời này chúng ta làm ác thì thường thì sớm muộn cũng sẽ bị quả báo xấu. Mà làm thiện thì muộn, cho dù không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ được hưởng cái quả an vui, thủ thắng, hạnh phúc mà thôi. Vì vậy mà thầy mong rằng tất cả các bạn khóa sinh chúng ta về tham dự khóa tu mùa Vu Lan báo hiếu năm 2022 tại chùa Khai Nguyên này, thầy mong rằng các con ngoài cái việc học chăm chỉ thì chúng ta thì cần làm thêm những cái việc phúc thiện nữa. Vậy có làm những việc phúc thiện chúng ta mới thì sau này chúng ta mới có cuộc sống an vui và hạnh phúc được, mới có thọ mạng và mới có sức khỏe, mới có gia đình gì được viên mãn ở trong cuộc sống này được. Thầy khuyên các bạn trẻ chúng ta sau khi dự hết khóa tu 2 ngày, chúng ta xuống phòng thông tin, chúng ta xin thỉnh lấy cái quyển sách Tích Phúc Cải Mệnh. Quyển sách rất khoa học, nói về việc tích phúc cải mệnh như thế nào, dạy cho chúng ta muốn có phúc báo, muốn có tuổi thọ, muốn có gia đình êm ấm hạnh phúc sau này, muốn có con đường công danh hiển đạt, muốn có sự nghiệp vẻ vang, vân vân, thì do ai? Do chính bản thân mình. Không phải là do ông trời sắp đặt, mà chính thì do chúng ta gieo trồng và gây tạo vậy. Cho nên thầy mong rằng các bạn, mỗi bạn thỉnh lên một cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh về chúng ta đọc, và chúng ta phát nguyện, chúng ta thực hiện theo ngài cư sĩ Vương Liễu Phạm ấy. Trong cái quyển sách đấy kể về gì? Cái cuộc đời của một vị quan, đó là ông Vương Liễu Phạm, về chúng ta đọc sẽ thấy rõ. Số mệnh của ông Vương Liễu Phạm trước đây được ông thầy toán số, ông ấy đoán gì? Đoán không sai một chút nào, từ khi sinh ra cho đến năm gì? Đến cái năm tuổi ấy. Không sai một chút xíu nào luôn. Nhưng từ khi gì? Ông ta gặp được Phật Pháp,
Ông Vương Lễ Phàm gặp được Phật Pháp, và ông ta thì thực hành theo lời dạy của một vị hòa thượng cho ông ấy là phải tu nhân tích đức làm thiện, có thể thay đổi được số mệnh của ông, thay đổi được tất cả gì hậu vận của ông về sau này, từ cái chỗ gì yểu mạng thành chỗ gì thọ mạng, từ cái chỗ làm quan đó chỉ để lên quan huyện, sau này được lên tận quan tỉnh, từ cái chỗ không có con để nối dõi lại sinh được con trai, từ cái chỗ đồng lương á, bảo là chỉ được có bao nhiêu đấu bao nhiêu học đó thôi, nhưng mà sau này lương thì lương lại dùng mãi không hết. Để qua cái câu chuyện thực tế của ông Vương Liễu Phàm ấy trong quyển Tích Phúc Cải Mệnh ấy, thầy mong rằng các con chúng ta sẽ đọc, các bạn trẻ chúng ta nên đọc và nên học và nên áp dụng vào cuộc sống này để thực hành, để sau này chúng ta có cuộc sống gì tốt đẹp hơn. Nếu các bạn mà là người chịu khó học rồi, có trí tuệ rồi á, là càng tốt. Nhưng mà nếu mà chưa chịu khó thì chúng ta chịu khó thêm một chút nữa. Nhưng ngoài cái chịu khó ra, chúng ta nên tích phúc cải mệnh, học theo cách của ông Vương Liễu Phàm để tích phúc cải mệnh nữa, thì chắc chắn là cuộc sống sau này chúng ta sẽ tốt hơn. Cho nên á, sống chúng ta còn phải tích phúc, huống chi là gì, là sau này nhiều đời nhiều kiếp chúng ta về sau này. Cho nên cái việc sau này thì chúng ta cũng cần phải lo dần. Cái việc sau này, cái việc tốt nhất là chúng ta thì mỗi một ngày các bạn có thể thực hành gì hai thời khóa niệm Phật. Mỗi thời khóa chỉ mất có 3 đến 5 phút thôi. Đối với các bạn sinh viên chúng ta, mất một thời khóa tu chỉ có 3 đến 5 phút thôi. Ấn Quang Đại Sư là vị tổ thứ 14 của Phật giáo Tịnh Độ Tông Trung Hoa, Ngài rất có uy tín trên toàn thế giới. Ngài dạy rằng mỗi một ngày các Phật tử ở tại gia chỉ cần tu hai thời đó thôi. Sau khi mạng chung, nếu mà người nào làm ít việc ác, tu nhiều việc thiện, đem công đức tu hai thời khóa đó để hồi hướng, cũng được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, thần thức được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, vĩnh viễn không còn phải bị cái khổ sinh già bệnh chết về thế giới này nữa, không còn phải cái khổ thất tình lục dục, rồi cái khổ gì đói ăn khát uống chết yểu bệnh tật như thế gian này nữa. Thời khóa đó là gì? Ấn Tổ dạy rằng mỗi khi thức dậy vào buổi sáng sớm, đánh răng rửa mặt xong đâu vào đấy, chúng ta chắp tay trang nghiêm quay mặt về hướng Tây. Ví dụ các bạn ở phòng trọ hoặc ở nhà thì cứ cái hướng Tây ở nơi phòng trọ, ở nơi nhà các bạn ở, các bạn quay mặt về hướng Tây, các bạn hít vào một hơi thật dài, hít dài này. Hít thì hít bằng mũi, lúc hít thì khép miệng lại và hít vào bằng hai cái lỗ mũi chúng ta, hơi thở đi vào thật sâu, trụ ở dưới nơi rốn của chúng ta, nơi bụng dưới của chúng ta này. Hít, chúng ta hít vào, chúng ta thử nè. Thầy làm một lần nhé, xong chúng ta thử nhé, hít thật sâu này. Thở ra từ từ bằng miệng nhẹ nhàng thôi, chúng ta thở ra từ từ và chúng ta niệm Phật. Hít vào thật sâu này. Thở ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là một hơi. Chúng ta làm 10 hơi như thế. Hít vào thật sâu, thở ra từ từ và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. 10 hơi như thế xong một khóa lễ. 5 phút thôi các bạn. Đấy là phương pháp gì? Chư Phật Bồ Tát, các ngài vì vận khởi cái lòng đại từ đại bi, thương xót cho chúng sinh cái thời mạt pháp chúng ta, mải mê công ăn việc làm, mải mê kiếm tiền, mải mê vào con đường công danh sự nghiệp vân vân, cho nên không có thời gian để gì? Để ngồi tụng kinh niệm Phật, trì chú tham thiền như là các cụ thời xưa. Càng ngày chúng ta càng bị cái cuộc sống gì, đồng tiền và quyền chức gì nó chi phối quá nhiều thời gian của chúng ta. Nếu chúng ta không làm thì họ bị họ đuổi việc. Nếu chúng ta không làm thì không có mà ăn, không làm thì không có gì tiền để nuôi con cái lớn khôn ăn học. Cho nên bắt buộc phải theo cái guồng gì, cái guồng quay của xã hội. Ở Việt Nam chúng ta còn đỡ các bạn ạ. Thầy đi sang bên Hồng Kông, đi sang bên Đài Loan và đi sang ở bên Canada, cuộc sống của họ về vật chất sướng hơn Việt Nam chúng ta khá nhiều, nhưng về thời gian họ hạn hẹp lắm các bạn.
Họ làm như cái máy vậy. Đi làm mà chậm khoảng độ 2-3 phút thôi bị trừ lương. Nếu 2-3 lần đi chậm một tháng như thế có khi bị đuổi việc ngay. Như Việt Nam chúng ta đi chậm có khi cả tiếng đồng hồ. Dạ báo cáo anh, báo cáo thủ trưởng, hôm nay em bị tắc đường ạ. Đấy, thực sự có tắc đường đâu. Ngủ nướng thì có gì đâu. Đến lớp thì dạ thưa thầy, thưa cô, hôm nay em đi muộn cho em xin vào lớp ạ. Học đến cả tiếng đồng hồ rồi, đi muộn đâu. Do hôm qua thì chơi điện tử hay là hôm qua đi chơi khuya quá cho nên thì ngủ dậy để chuông đồng hồ nhưng mà báo thức mình không nghe thấy. Hoặc là nghe thấy nhưng mà thì thôi tắt đi cố một tí nữa, thế là cái cố một tí và 5 phút thôi nhưng mà không ngờ nó thì cả tiếng đồng hồ, mở mắt dậy ôi thôi rồi chết rồi, 8 giờ 8 rưỡi rồi, vội vàng dậy có cái không kịp và đánh răng rửa mặt đó, chạy tới trường thì muộn 3 phút tiếng đồng hồ rồi. Thầy cô bảo sao em đi muộn thế? Dạ thưa thầy, hôm nay tắc đường ạ. Ở Việt Nam chúng ta có một cái lý do mà ai cũng có thể thông cảm được, đó là gì? Dạ tắc đường ạ. Thì chính các thầy cô giáo có những hôm cũng tắc đường, có khi nhìn ở xa, nhìn thấy mái trường của mình cách có khoảng cây số thôi mà đi đến cả tiếng đồng hồ mới tới. Thực sự giao thông Việt Nam nó như thế đấy, có lúc nó như vậy. Cho nên cái lý do tốt nhất để tránh bị trách phạt, tránh bị đuổi việc ở Việt Nam mình là đi làm muộn là dạ tắc đường. Muôn thuở. Đấy, thầy đang nói thì ở Việt Nam chúng ta dù sao vật chất chúng ta có thể còn phát triển không bằng đất nước họ, thiếu thốn hơn họ một chút xíu, nhưng mà cái tình người nó vẫn còn khá nhiều, còn rất nhiều vậy. Thầy không biết các bạn thế nào nhưng mà thầy đi sang bên Canada, lịch của thầy sang đó là đi một tuần cho đến 10 ngày. Nhưng thầy sang đó ở đến ngày thứ tư là thầy muốn về, để thầy không muốn ở lại một tí nào nữa. Vì cuộc sống của họ sống chỉ về vật chất thôi. Nhà ai biết nhà đấy. Con mèo nhà hàng xóm nó kêu, nhà bên cạnh gì, nó không cần nói năng gì, nó vác đơn ra chính quyền bang, chính quyền hạt ra nó kiện. Con mèo nó kêu thôi cũng bị kiện. Thế Việt Nam chúng ta thì thôi nói nhau một câu rồi đấy, bác ơi, cái con mèo nhà bác làm sao mà nó kêu thế thì bác nhốt nó lại, bác ấy như thế nào, có biện pháp như thế nào, chứ bây giờ tôi ngủ tôi không ngủ được. Ấy, nói với nhau một câu. Hai lần đến ba lần mà không nghe thì mới gì? Thì mới có biện pháp nói ra khu phố, nói ra thì bác trưởng thôn như thế nào thôi. Đó, đại khái thế. Như bên kia người ta không cần nói đâu. Cái gì cũng vác đơn ra chính quyền kiện. Sống với nhau thì họ sống đã lấy luật pháp để làm gì? Làm kim chỉ nam cho sự sống. Nhưng Việt Nam chúng ta thì ngoài luật pháp ra còn gì? Còn tình người quý. Con người chúng ta còn một chút cái gì, cái vốn quý ấy. Cái tình người nó quý lắm các con ạ. Rất là quý. Cho nên đối với các con thì thầy không hiểu, nhưng mà với thầy ấy, thầy luôn luôn tự hào là mình là người ở Việt Nam, sinh ra ở Việt Nam và xuất gia ở Việt Nam, ở Hoàng Pháp Việt Nam và sau này chắc chắn cũng sẽ thì chết ở Việt Nam. Hơn chục năm trước ấy, có một vị hòa thượng cho người lên tận chùa Khai Nguyên để nói với thầy, mời thầy sang Pháp để du học. Học ở trong đạo cũng được, học ở các trường đại học nổi tiếng ở Pháp cũng được. Học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, nuôi không, chỉ cần là gì? Là thầy đồng ý thôi. Mời thầy sang bên đó để học. Nhưng thầy trả lời là thôi, con có duyên sinh ra ở Việt Nam, tu ở Việt Nam, bây giờ con hoằng pháp ở Việt Nam thôi, không muốn ra nước ngoài. Mà cũng may là gì, thầy không ra nước ngoài. Vì thầy không thích sống gì về vật chất nhiều quá, mà lại nói gì, nó không có tình cảm như thế. Cho nên đi sang Hồng Kông, hay sang Đài Loan, hay sang một cái nước đã thăm, đi mấy hôm thôi, muốn về nhớ Việt Nam, nhớ cái mái chùa thân thương và những bà cụ già, bà cụ Phật tử lưng còng cầm cái gậy trúc, đội cái nón lá thì lên chùa lễ Phật và niệm Phật. Nhìn thấy các thầy thì mặc dù lưng đã còng rồi nhưng vẫn cố chắp tay để chào xuống A Di Đà Phật, nghe nó vui lắm. Nhìn thấy cái tình cảm ấy và chứng kiến những cái tình cảm ấy thì mình không thể bỏ quê hương đất nước được, không thể bỏ mà đi nơi khác được.
Cho nên thì mong là các con sau này lớn lên đi học, du học ở nước ngoài. Thầy tin chắc là ở đây chắc chắn sẽ có khá nhiều các bạn sau này sẽ đi du học nước ngoài. Học xong thì mong là các con nghĩ về quê hương, nghĩ về đất nước. Mình về để xây dựng quê hương đất nước của mình. Mặc dù cũng có rất nhiều những khó khăn, nhưng chúng ta phải cố vượt qua nó. Khi vượt qua nó thì mình sẽ có gì? Những cái vinh quang ở đằng sau vậy. Đó. Đây là đang nói rộng ra một chút như vậy, lại trở về cái bài giảng một chút là nói về tôn giả Mục Kiền Liên. Sau khi cứu được mẹ rồi thì ngài mới trong cái buổi tự tứ, ngài mới bạch với Đức Phật là mẹ con không biết bây giờ đã được siêu thoát chưa. Đức Phật nói rằng ngay cái bữa cơm đầu tiên ông cúng giảng chư tăng thì mẹ ông đã thoát khỏi A Tỳ địa ngục, sinh lên cõi ngạ quỷ. Và sang bữa cơm thứ hai, ông cúng ngày thứ hai đó, là mẹ ông đã được sinh thiện rồi. Mà ông thì cúng giảng suốt 3 ngày chư tăng hành đạo như thế. Hôm nay là ngày thứ 4, là ngày chư tăng làm lễ tự tứ. Mẹ ông đã được sinh thiện gì? 2 ngày nay rồi. Tôn giả A Nan là thị giả Đức Phật, nghe thấy như vậy liền ra lễ Phật, bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, cái việc làm lợi ích như thế, lợi ích lớn lao như vậy, mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên lúc còn sống bất tín, nhân quả báng phá tam bảo, làm nhiều việc ác, cho nên sau khi chết đi đọa vào A Tỳ địa ngục. Vậy mà nhờ vào cái gì? Cái từ lực, cái sự chú nguyện của chư tăng, mẹ của tôn giả được thoát khỏi địa ngục khổ, được sinh thiên như vậy. Vậy bạch Đức Thế Tôn, không biết rằng tất cả chúng con và các đệ tử tỷ khiêu, tỷ khiêu ni và các ưu bà tắc, ưu bà di, tức là đệ tử xuất gia, đệ tử tại gia đó, nói nôm na tóm tắt như vậy, có làm được những cái việc như thế không? Đức Phật hoan hỉ trả lời tôn giả A Nan là được. Tất cả bốn chúng đệ tử, đệ tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tức là 2 chúng xuất gia và 2 chúng tại gia đó, nói đầy đủ là phải 5 chúng xuất gia và 2 chúng tại gia, là 7 chúng tất cả, nhưng mà nói tắt là gì? Là 4 chúng. Đó, nói nôm na thì tất cả các đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Phật đều có thể noi theo gì? Cái tấm gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, và đều có thể gì? Làm công đức, làm những việc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, sau này đem những công đức ấy để gì? Để hồi hướng cho ông bà cha mẹ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp vậy. Không chỉ 1, 2, 3 đời mà nhiều đời nhiều kiếp vậy. Đó. Những người ở dưới coi âm ti địa phủ chưa siêu thoát ấy, sớm được siêu thoát. Những người siêu thoát rồi sẽ được công đức phúc báo tốt hơn vậy. Còn những người cha mẹ, ông bà hiện đời còn sống thì lại được tăng phúc, tăng thọ vậy. Công đức vô lượng vô biên như thế. Đức Phật khuyên gì? Các ông nên gì? Nên bảo nhau mà làm. Cùng nhau làm, nói theo cái tấm gương hiếu hạnh tôn giả Mục Kiền Liên để tri ân báo ân gì? Cha mẹ ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp cho đến hiện đời hiện kiếp như thế. Và từ đó cho đến nay, kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến ngày hôm nay đã trải qua 2566 năm rồi. Chúng ta thấy có một cái pháp nào mà trải qua 2566 năm mà đến nay vẫn gì? Vẫn duy trì và được gì? Thậm chí không chỉ duy trì mà còn phát triển gì? Sâu rộng ở trong nhân gian, ở khắp nhân gian. Đó chính là gì? Một cái việc cực thiện. Không chỉ là những Phật tử đi theo Phật quy Tam Bảo, mà những người không phải là Phật tử bây giờ cũng hướng tâm đến cái mùa Vu Lan báo hiếu. 3 cái ngày pháp hội vừa qua của chùa Khai Nguyên, chúng ta có các bạn trẻ nào mà lên tham dự và lên phục vụ pháp hội vừa qua, đăng ký sinh viên tình nguyện vừa qua lên dự cái ngày cuối cùng, đó là ngày mùng 10, ngày Chủ nhật đó. Theo như nhà bếp thông báo là ngày hôm đó có khoảng 20.000 suất cơm, tức là 20.000 người ăn cơm. Còn những người không ăn cơm nữa thì họ đến dự nhưng mà để muộn quá, đến hơn 12 giờ mới được ăn cơm thì họ đói quá, họ ra ngoài họ ăn, hoặc là họ đi thì họ đi về, xong rồi đến chiều họ lại đến dự. Quanh quanh gần đây Sơn Tây hay là Sơn Đông, Cổ Đông vân vân, Phú Thọ, họ đi xe về nhà ăn xong rồi 1 rưỡi 2 giờ họ lại đi vào để tu tiếp buổi chiều. Nguyên những người ăn cơm thì khoảng 20.000. Chúng ta thấy không chỉ là có các cụ, các Phật tử
già lớn tuổi mới đi đâu mà trẻ đi cũng rất là đông. Cho nên cái mùa Vu Lan báo hiếu, bây giờ Việt Nam chúng ta, của Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ gọi cái mùa Vu Lan báo hiếu hay là lễ hội Vu Lan báo hiếu dành cho những người con hướng Phật. Không chỉ những người xuất gia đâu mà cả những người Phật tử tại gia hoặc chưa phải là Phật tử tại gia, những người con hiếu thảo đều có thể hướng đến cửa Phật, làm những việc phúc thiện như là tụng kinh niệm Phật vân vân, cúng dường chư tăng để cầu nguyện Tam Bảo Phật Bồ Tát chư tăng gia trì chúc phúc cầu nguyện cho.